Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Ánh Sáng Hoàng Long. Và hôm nay thì bên em quay trở lại để quay cho các bác xem một cái video bên em đang chuẩn bị dán tem và test đèn pin 380W. Dòng này như các bác biết thì đây là một dòng pin 380W của Max Effect. Dòng này là dòng chống nước các bác nhé, dòng ngoài trời. Đó, thì con này có cân nặng là khoảng 28 cân cả thùng các bác nhé, 28 cân cả thùng. Thì nguyên cái này đâu đấy nó khoảng 25-26 cân trên một con đèn này. Đó. Với cái cân nặng như thế này thì các bác biết là nó, vì là thứ nhất là con đèn nó to, thứ hai nữa là cái công suất của nó lớn nữa. Đó. Vì là cái đèn chống nước ngoài trời thì nó cần phải làm kỹ và tỉ mỉ. Cho nên là cái con đèn pin 380W này thường thường nó sẽ to hơn những cái con đèn bình thường. Các bác nhìn thấu kính của nó này. Trời ơi, nhìn vào bên trong có nghĩa là trong suốt đúng như kiểu nước suối luôn các bác nhá. Đó. Con nào cũng con nào hết. Cái thấu kính của nó khá là đỉnh cao. Đó. Rồi. Đây là toàn bộ số lượng 16 cây các bác nhá, 16 cây pin 380W. Đó. À đây, em sẽ quay qua một chút cái dây nguồn này để cho các bác cùng xem này. Đây là cái dây, các cái dây tín hiệu đầu ra và đầu vào của cái con đèn. Thì nó sẽ có bao gồm hai dây tín hiệu thì có in và out của đường Canon. Đường Canon có in và out này. Thì toàn bộ cái này nó đều là hàng chống nước. Đây, như thế này. Rồi. Tiếp theo nó sẽ có một cái dây nguồn, nguồn vào và nguồn ra, nguồn line. Nó sẽ như thế này. Đó. Nhìn cái con pin ở ngoài đời thì các bác vô cùng mê mẩn luôn. Nó to mà nhìn nó như kiểu như nó khủng 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 long bạo chúa các bác. Nhìn to mà hoành tráng kinh khủng luôn. Đấy. Thì bây giờ bên em đang cho toàn bộ 16 cây đèn này ra để bắt đầu test và dán tem. Các con pin sắp được đưa ra hết rồi các bạn. Và các bác nhìn đấy. Ở trên máy quay thì sẽ không thể nói và mô tả chính xác được cái con đèn này ở bên ngoài nó sẽ như thế nào. Nhưng tuy nhiên thì ở bên ngoài thì cái con đèn này cảm giác của nó rất là lực lượng các bác nhé, to. Và các cái thấu kính của nó nhìn về một cái cách gọi là tổng quan ấy thì rất là đẹp, phải nói là rất là đẹp. Đó. Rồi. Với số lượng đèn này mà quẩy thì các bác biết rồi đấy, kinh khủng luôn. Rồi. Những cái con cuối cùng đang được đưa ra rồi. Rồi. Các bác biết là cái cậu kia cậu vừa bị cái gì không? Bị giật đấy các bác ạ. Giật vì cái chắc là do cái cọ sát tính từ trường ở bên trong các cái tủ. Khi mà động vào phát này nó xả giống kiểu xả con tụ ấy. Là bị giật đấy các bác ạ. Đấy. Rồi, đây là con cuối cùng rồi. Đây là con cuối cùng các bác nhá. 15, 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Đó. Bây giờ thì bên em sẽ kiểm tra và kiểm tra từ con 1, dán tem bảo hành và bắt đầu lại đóng lại để gửi đi cho khách. Bên em cho toàn bộ các cái đèn lên. Từng nhóm một lên. Để bắt đầu test các cái chế độ. Khi mà test các cái chế độ xong thì dán tem bảo hành và đóng lại như ban đầu các bác nhé. Đó. Thì ban ngày nó sẽ không được cái các cái luồng này nó không thể thể hiện hết được. Vì các bác biết rằng là ánh sáng là phải thể hiện có thêm các cái hiệu ứng của khói và hiệu ứng của bóng tối nữa. Đấy, thì để làm sao thể hiện hết được cả một cái con đèn thì cái này còn cần các cái yếu tố như vậy. Nhưng về cơ bản thì con đèn này quá chất lượng các bạn, vì
luồng to, bóng thì công suất đủ. Cái gì nhỉ, lỗ gobo thì 1632 à 1624 và 32 nhân kinh khủng. Đấy, cái lỗ, các bác bảo đây, cái thấu kính, cái đường đường kính của cái thấu kính đằng trước nó như to như thế này, thì em một cái gang của em như thế này. Đó, to lắm. Ok các bác nhá. Vừa chạy một chút mà các cái bụi nó vào này. Rồi. 25 kg trên một em này các bác nhá. Đó. 380W. Max effect. Cái này rất tiếc là buổi tối đang chưa kịp thì buổi ban ngày đã phải test để gửi đi rồi. Nếu buổi tối mà kịp thì bên em sẽ quay cho các bác một cái video thì con đây các bác. Ban ngày mà luồng nó sáng như thế này. Đó. Ok các bác nha. 380W. Quá lợi hại. Này đang để chế độ auto các bác nhá. Thì là mỗi một con nó chạy một kiểu nhưng không có đồng nhất.